Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác ạ. Hôm nay thì em Hải lên một video clip ở tại cơ sở miền Nam của Hiếu Minh Audio. Và trong video clip ngày hôm nay sẽ chủ đề là các sản phẩm hàng thanh lý. Thì hôm nay em sẽ lên thanh lý tới bác và anh em gồm 4 cặp loa, các model khác nhau. Thì trong 4 cặp loa này sẽ có một cặp loa trợ lời bát 20 này, cặp loa bát 25 và hai cặp 30 cho các bác và anh em nào cần. Thì hàng đây là đều là hàng mới, hàng đẹp, hàng chất, hàng zin xịn nhé, cam kết hàng zin xịn 100%, bảo hành zin xịn và bảo hành từ bác và anh em 1 năm sử dụng. Thì lý do ngày hôm nay em xả hàng thanh lý này là cũng là những cặp loa này cũng là những cặp loa cuối cùng của lô hàng em về cuối năm ngoái, như các dòng như loa EIM này, B3X8i, Goda hay là DKKH12K này, đều là những cặp loa cuối cùng của model em về hàng cuối năm ngoái. Thì hôm nay cũng xin phép xả đấy các bác và anh em. Nếu hôm nay các bác và anh em tham khảo trong clip này những cặp loa này thì có thể là mua rẻ hơn so với các bác khách hàng mua trước, được từ khoảng tầm 500.000 cho tới là 1.500.000. Thì cũng chia sẻ với các bác và anh em mua trước, đó chính là đây là những cặp loa cuối cùng nhé, cho nên cho em xin phép xả để rẻ hơn thì các bác và anh em khoảng 500 đến 1.500.000. Thì đây là cũng là lý do để các bác và anh em có thể thông cảm với cửa hàng em xả để gọn lô hàng, gọn cái model này để em chuẩn bị chào đón những cái lô hàng mới về để phục vụ các bác và anh em đam mê âm thanh. Đấy, thì hôm nay tổng cộng là sẽ có 4 cặp loa, một cặp trợ lời bát 20, một cặp bát 25 và hai cặp 30. Thì hôm nay em lên clip xả hàng này ở tại cơ sở miền Nam thì em sẽ ưu tiên cho các bác khách hàng nào qua tại cửa hàng, qua trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ 48B cư 6 Ba Điểm, Hóc Môn của Hiếu Minh Audio nhé. Đấy, các bác có anh em là thích cặp nào có thể là liên hệ trực tiếp cho em, thì chốt cặp nào có thể là báo em sẽ để lại, có ưu tiên các bác khách hàng qua cửa hàng. Đấy. Ưu tiên khách hàng các bác khách hàng qua cửa hàng. Còn nếu các bác ở xa thì có thể hỗ trợ em tiền ship. Đấy, hỗ trợ em tiền ship, có em có thể là ship bưu điện trực tiếp về nhà các bác. Bác có thể kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán tiền. Và hôm nay là những 4 cặp loa này, là một lần nữa em xin phép chia sẻ là hàng còn đẹp, zin xịn nhá. Còn lý do em thanh lý là bởi vì là cuối lô, là những cặp loa cuối cùng của model lô hàng em về cuối năm ngoái, thì em xả rẻ hơn so với các bác mua trước là từ 500 cho tới 1.500.000. Gồm 4 cặp loa thì một cặp 25 này, đầu tiên là cặp 25, đầu tiên là cặp 20, dòng loa trợ lời. Hàng rất đẹp. Model là B3X8i bát 20 của thương hiệu B3, thương hiệu của Đức. Dòng B3X8i là một thương hiệu rất nổi tiếng, dòng cao cấp của thương hiệu B3. Bát 20. Thông số kỹ thuật thì giải tần là 65Hz cho tới 18kHz. Công suất trung bình là 80W. Với công suất 80W này thì có thể đánh thoải mái trên tất cả mọi loại âm ly. Jaguar này, đèn ông, săn xui đều sử dụng được trên cặp loa này nhé. Độ nhạy là 94 dB, trên trở kháng 8 ohm và 7kg, cân nặng 7kg. Như cặp loa này mà các bác và anh em ngoài Bắc chẳng hạn cần ship, thì nếu ship ra ngoài Bắc thì rơi vào tiền ship khoảng tầm 150 đến 200. Khoảng 200 cặp này em sẽ bọc cẩn thận ra. Còn ưu tiên các bác khách hàng qua trực tiếp cửa hàng trong miền Nam nhé. B3X8i. Đây em có mở sẵn này. Hàng đẹp, zin xịn. Đây là phần chép này, nguyên zin. Phần chép bát. Nhện màu vàng, keo nguyên zin, keo màu đen. Từ biết keo phần từ này, keo màu hồng. Phần từ của B3 nhé, B3X8i này, riêng này phần từ của dòng B3 này thì cái chữ này nó là dập bằng laser, cho nên là sờ rất là mịn nhé. Hàng nhái thì các bác biết rồi, sờ vào nó sẽ nổi lên, nhưng riêng hàng xịn thì sờ và rất là mịn này. Đấy, còn nguyên zin xịn này. Màng vải rất đẹp. Cặp loa này thì hiện tại trên thị trường anh em đang bán, cũng như là bên Hiếu Minh đang bán giá khoảng 3.900.000 đến 4.000.000 để hàng đẹp như thế này. Cặp loa này em xin phép là xả cuối cùng, cặp loa cuối cùng của lô B3X8i, giá là 3.000.000 đồng, rẻ hơn 1.000.000 so với các bác và anh em mua trên thị trường nhé. 3.000.000 cặp loa chuyên trợ lời. Nếu mà cặp loa này em có thể nói là siêu lời. Nếu mà
nói về lời thì nó sẽ hay hơn cả dòng Boss hay là BMB? Lời tốt hơn cả Boss và BMB, giá 3 triệu cho bác nhà anh em nào cần. Tiếp theo là một cặp loa Bass 25. Thì cặp loa Bass 25 này thì các bác và anh em có thể là hát karaoke hay nghe nhạc không gian khoảng 25m² trở lại. Thì cặp loa này là Goda, thương hiệu của Italia, model là V10C. Thông số V10C 280W trên trở kháng 8V, đánh với những dòng loa âm ly Jaguar 203 hoặc 506, ok chứ. Công suất trung bình là 280W. Với những chiếc đẩy công suất thì các bác gối ghép cho em những chiếc đẩy khoảng tầm 350W trở lên, hát karaoke nghe nhạc không gian dao động khoảng tầm 25m² trở lại. Chép rất là tơi, sáng. Và phần bass thì đánh rất là lực, đánh lực và gọn. Thì bass chép là nhập khẩu của Italia. Phần bass này Make in Italia 8 ohm, 18 năm gây dựng thương hiệu, 18 năm Goda. Gân vải tẩm dầu 3 lớp, màng màng vải. Cái offer là offer dạng nén nhá, lõm này, offer dạng lõm. Màu đen. Goda. Chép thì thiết kế là liền so liền với phêu. Phêu là phêu bằng gỗ. Phêu tròn. Phần từ chép này là thiết kế liền với phần phêu này. Phân tần là phân tần rất gấu, các bác và anh em thể thấy là rất là gấu này. Hai đây, là ba cuộn cảm lớn. Đôi 4 6 tụ và ba trở. Dây tín hiệu sử dụng là dây loa chuyên dụng này. Dây loa chuyên dụng thì em đã có một clip để chia sẻ các bác em rồi. Là dây loa ấy là dây sợi bằng đồng và phải nhiều sợi để khi truyền tải tín hiệu lâu và xa thì nó sẽ không bị nóng. Đấy, còn dây điện trần phú thì chỉ dùng khoảng tầm 5m trở lại thôi. Đấy. Thì cặp loa Goda này thì ngay hôm qua thôi, các khách hàng mua với giá là 7.8 triệu. Đấy. Em đang bán đẹp là 7.8 triệu, thì cặp loa này em xả giảm 1 triệu so với giảm 1 triệu thì các bác và anh em nhé, một cặp duy nhất thôi. Giá là 6.800.000. Rẻ hơn 1 triệu so với các bác mua trước. Đấy, Bass 25 này thì phù hợp các bác và anh em phối ghép không gian khoảng 25m² trở lại nhé. Hát karaoke nghe nhạc thoải mái, tiếng chép rất là sáng, tiếng bass rất mềm và lực. Và dòng Goda này thương hiệu rất nổi tiếng này. Bảo hành các bác anh em 1 năm và bao zin bao xịn. Bao zin bao xịn. Tiếp theo là một cặp loa Bass 30. Thì cặp loa này thì phù hợp với không gian khoảng tầm 35m² trở lại. Thì đánh những chiếc đẩy khoảng tầm 500W trở lên nhé. Các bác và anh em phối ghép cho em những chiếc đẩy khoảng 500W trở lên. Đây là cặp loa DK, thương hiệu của DK đăng kinh, model là DK KH12K, phiên bản cao, model cao trong thương hiệu DK đăng kinh. Cặp loa này thiết kế một phần bass là từ 17 côn 76, gân là gân vải tẩm dầu 2 lớp, offer lồi, màng vải và keo này còn nguyên zin xịn, màng nhện một cánh dán keo này. Đấy, phần keo offer cũng vậy, đều bôi bằng máy móc zin xịn nguyên, có phải anh em yên tâm nhé. Củ chép, bát chép là đều là sử dụng của thương hiệu DK. Đấy. Chép model là KH12KH, đây là KH12KL. Design in England. Design in England. DK đăng kinh, bát chép của DK. Mã màng. Bông tiêu màu trắng. Dây tín hiệu rất là to, được chám bạc. Này. Đầu dây được chám thiếc bạc. Và phân tần thì gồm 2 trở. 3 tụ và 2 cuộn cảm lớn. Thì cặp DK này thì tiếng chép rất là sáng, dòng DK đăng kinh thì các bác và anh em đang mê âm thanh có lẽ là không còn là đâm gì rồi. Dòng này thì em bán rất là nhiều rồi, rất nhiều anh em phép bộ dàn. Những cặp loa như này thì em gấp những bộ dàn khoảng trên 30 triệu đồng. Hát karaoke rất hay, không gian khoảng 35m² trên phòng khách trở lại. Đấy, DK này, KH12K, cặp cuối cùng.
Thì cặp loa này thì em bán với giá là 9.8 triệu, thì hôm nay em xin phép giảm còn 8.6 triệu nhé, giảm 1.2 triệu nhé, còn 8.6 triệu các bác và anh em nào cần này. Đấy, các bác và anh em cũng có thể là phối ghép cặp loa này trên bộ dàn luôn này. Đấy, bộ dàn khoảng tầm gần 30 triệu thôi, đầy đủ cả súp, không gian khoảng gia đình khoảng 35m² trở lại, hát karaoke bao hay, bao hay. Tiếp theo là đến một cặp loa. Cặp loa này thì rất là chất, cặp loa EIM. Đấy, lô loa này thì các bác và anh em xem trên kênh YouTube của Hiếu Minh có thể biết là lô này em về cuối năm, giữa năm, chính xác là giữa năm ngoái. Đấy, gồm về được hơn 70 cặp, gần 80 cặp. Đấy, có bát 25, có bát 30. Thì 30 về được hơn 60 cặp. Để bán cũng hết rồi, hôm nay là cặp cuối cùng trong miền Nam này, em lôi ra em xả nốt này. Đấy, các bác và anh em sẽ mua cặp này là rẻ hơn, rồi với các bác mua trước được khoảng hơn 1 triệu nhé. Hơn 1 triệu. EM model là FB12, công suất là 450W, trở kháng 8 ohm và giải tần là 48 Hz cho tới 20 kHz, độ nhạy là 99 dB. EM bát chép rất khủng. Bát là bát dùng bát RCF. Bát RCF model là LF12G301. Bát RCF 800W power và RMS là 400W, độ nhạy là giải tần là 50Hz cho tới 3kHz, trở kháng 8 ohm. Bát là nhập khẩu của Italia, thương hiệu RCF, một thương hiệu rất nổi tiếng của Ý về các đồ âm thanh. Tem ánh bảy màu nhé, RCF nặng quá. 46 khung xương gang này, cắt răng cưa này, đặc trưng của bát RCF. Đẹp quá. Keo màu đen còn rất đẹp, mới zin xịn, cam kết với các bác này. Gân nhện màu vàng, offer là offer lồi đó, những cái phần offer này được bôi keo là bôi keo máy nhé, rất đẹp, sớm tắt luôn. Gân vải thẩm dầu rất chất. Thì cũng có một lý do tại sao mà cặp loa này mà bên em bán chạy đến vậy. Thứ nhất là sử dụng phần bass và bass RCF, đánh tiếng bass rất lực đấy. Thứ hai là quan trọng nhất, phần chép BNC cực kỳ to và khủng. Chép này có kích thước khoảng tầm 15cm nhá, cực khủng luôn. Chép này thì đánh ra tiếng từ phần từ chép, đánh ra tiếng chép rất sáng và tơi. Đấy, đặc trưng của cặp loa này đó là chính là chất âm cho ra sáng, đấy, tơi sạch và bát lực và gọn. Đấy, cặp loa EM FB12. Cặp loa này thì em bán lô trước em với về thì bán là giá là 9.800.000. Thì hôm nay còn cặp cuối cùng này em xả tới bác và anh em nhé, giá là 8.500.000, các bác mua rẻ hơn được khoảng 1.3 triệu nhé. EM bát chép của Italia, bát là RCF EM FB12 nhé, bát 30. Vừa rồi thì cũng quay 4 cặp loa để xả tới bác và anh em. Một lần nữa thì em xin chia sẻ là clip này và cái sản phẩm này em quay ở trong chi nhánh miền Nam, ưu tiên cho các bác khách hàng nào trong miền Nam nhé, qua trực tiếp cửa hàng nhé. Còn các bác ở xa thì giá này là giá chưa bao ship, các bác hỗ trợ em cái phí ship nhé. Ở các tỉnh em có thể là ship về nhà trực tiếp, các bác có thể kiểm tra hàng, nhận hàng rồi thanh toán. Hàng này đều là hàng đẹp, cam kết hàng zin xịn và bảo hành tới bác và anh em 1 năm nhé. Đấy, hôm nay trong clip này thì có 4 cặp loa của các bác 20 này, 25, 30. Thì các bác có anh em mà mua cơ hội mua rẻ hơn từ 1 triệu đến 1.500.000 so với các bác và anh em mua trước. Thì các bác khách hàng nào quan tâm có những cái sản phẩm này hoặc là cần hỗ trợ và tư vấn về các sản phẩm thanh có thể liên hệ qua em với số điện thoại online là 0982352313. Cơ sở miền Nam của bên em có địa chỉ tại 48B, Cư Xá Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, nằm trên quốc lộ 22 và cách bến xe Sương khoảng 500 đến 700 m. Quốc lộ 22 đang quay buổi tối đây. Ok, và bây giờ thì em xin phép dừng clip ở đây. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.